Chào mừng toàn thể anh chị em và các bạn đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Ngày hôm nay Bi chia sẻ với lại tất cả anh chị em và các bạn ở đây một cái mẫu hoa, và mình có thể áp dụng cái mẫu hoa này lên trên bàn thờ của nhà mình ha. Nguyên liệu là mình sẽ chuẩn bị là 1/3 cục xốp ở đây nè các bạn. Chúng ta có thể là sử dụng một cái bình cũng được ha. Và mình sẽ sử dụng cái lá dừa. Đầu tiên đó, mình sẽ dùng cái lá dừa để mà mình làm chiều cao cho cái bình hoa này của mình ha. Mình cắt cái mẫu lá như thế này. Ở đây mình sẽ cắm hai cái lá dừa ha, ở trên và ở dưới. Cái chiều cao thì các bạn sẽ sử dụng tương ứng với lại cái bàn thờ nhà mình nha các bạn. Đấy. Cái mẫu này nó như thế này. Đây là một cái mẫu cắm hoa theo cái dáng đứng. Rồi. Ở hai bên xung quanh ha. Mình sẽ cắt lá dừa ngắn hơn, chỉ khoảng cỡ 20cm thôi. Đây là cái tuyết nè các bạn. Cái cây này mình mua về người ta xịt cái này này. Nó dính dính cho nên là mình sẽ sử dụng để mà mình tạo hình. Bởi vì ở bên trong nó là kẽm đó các bạn, cho nên là mình sẽ tạo hình cho nó được rất là nhiều kiểu. Các bạn có thể là uốn trái tim, hoặc là mình sẽ tạo nó ra những cái kiểu mà các bạn muốn ha. Cái này mình tạo được rất là nhiều hình thù nha các bạn. Đây. Bước tiếp theo bây giờ mình sẽ cho hoa ly vào. Mình cắm hoa ly vào. Cái nhụy bên trong mình ngắt bỏ đi để đấy nó rơi vào quần áo nó rơi dưới. Bạn thấy không? Thank you.
mà mình mà muốn cho hoa ly thêm á thì các bạn hãy chọn hoa ly thêm vào đấy ha. À, ở đây mình cho thêm bông đấy. À, bây giờ bên trong á mình cắt cái lá kiểu đuôi cá lại các bạn, sau mình đưa vào trong. Trong giữa thì mình sẽ cho cắt lá đuôi cá nhỏ. Đây là hoa thạch thảo nè các bạn. Mình sẽ cho hoa thạch thảo lên. Hoa này của mình tới đây á, là nó đã hoàn tất rồi ha. Nhưng mà á, các bạn là muốn cho nó có cái sự đặc sắc trong cái bông hoa của mình á, thì á, ở đây á, mình sẽ sử dụng cái loại xịt sơ xịt màu cam ha. Mình sẽ xịt nhẹ vào trong giữa cái lõi ở giữa này. Đó.
các bạn thấy không? Khi mình mà xịt sơn vào ở trong giữa cái lõi của cái bông hoa ly màu vàng này, một cái màu cam, thì cái bông hoa ly của mình trông nó rất là đặc sắc ha các bạn. Rồi, vậy là trên tay của mình đã xong được một cái bình hoa để mà anh chị em và các bạn có thể áp dụng trong cắm hoa gia đình của nhà mình. Thì cắm cũng rất là đơn giản ha, với cái kiểu cắm thẳng đứng thôi. Thì cái mẫu này mình có thể áp dụng ở trong nhà thờ, nhà chùa luôn nha các bạn. Rồi trong quá trình anh chị em và các bạn mà thực hành mà có cái gì mà còn chưa rõ, hãy comment cho mình ngay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.